đầu. Quá đơn đầu liền. Đang chơi khổ quá, qua cái gì chỗ này trời. Rin qua mà. Rin quá, có Rin không? Có. Ờ, lên được cái kêu Rin qua đi. Rin qua đón nam. Ok ok, được được. Nguyễn Lục Tình 75. Để đi gọi gà luôn. Đấy, gọi gà giờ này trời. Gọi gà thế. Gọi quán Sơn ấy, quán Sơn chắc có gà. Xin tặng cái top 1 mấy hôm nha, Công Thắng đang ở top 1 Đà Nẵng à? Này. Cái gì? Nói đi. Thì ăn gà muối hay là lăn lăn. Gà luộc đi. Ừ, đủ đem Rin nữa nhỉ, mà Rin giờ này siêu mà anh chạy qua đây luôn á. Thành con nhà người ta quá. Miếng ăn là miếng tồi tàn. Ok, nhớ qua đi. Trầm cảm là có thật cây. Ừ thì đi. Rin qua đón thì Nam qua thôi, đi không? Biết đoán xem anh làm gì. Đoán xem. Chơi game. Ừ, đang chơi game đúng không? Không bụi chứ đâu nữa, chạy đâu nữa mày thằng nhóc. Mình người like hả? Anh không đi để em đi em ăn dùm cho. Nhưng mà anh thì bảo Nam đang like. Thì bảo Rin cứ qua dành đi kênh tầm 5 like tiếng rưỡi rồi chạy qua là vừa. 15 phút nữa chạy qua là vừa rồi. 5 like được tiếng mấy rồi. Sao đi tới nơi, set pin là off rồi. Lăng lăng, kêu mọi người order về qua nhà Nam ăn rồi đút cho Nam vừa like vừa ăn. Ừ. Có bạn bảo là mua về nhà Nam xong rồi Nam vừa like các bạn đút cho Nam ăn. Hợp lý không ạ? Hợp lý không Ly? Hay là qua nhà Nam đi. Ừ thế được. Hợp lý đấy, ừ nghe hợp lý đấy. Ừ, Linh qua đón Ly đi, xong rồi chạy qua nhà Nam đút cho Nam ăn. Huỳnh Ly, cuộc gọi đến đầy sự ăn khuya. Hợp lý đấy. Ừ, thế nó hợp lý đấy. Ừ. 10 điểm. Tắt đi để gọi Ly. Tắt đi trời, ai đánh tay luôn mà tắt. Tay còn bệnh gắn tim mà bác tắt. Ok nhá. Gì nó trời mới tắt xong alo. Khải Hoàng, phải bảo là Ly đút Nam ăn cơ. Cái gì nữa vậy? Sao? Là sao? Là qua phòng Ly à? Thì giờ qua Ly với Rin qua phòng Nam. Quá là hợp lý rồi. Không, thì giờ Nam mới tin cái thằng Ly. Thế nãy chốt là qua nhà Nam, bây giờ qua là Ly. Thì qua nhà Ly thì lại sao? Nghĩ lại rồi á. Má hèn quá, nó lười cái gì đó mà nhìn mặt nó biết lười chắc luôn. Quá mệt, tối đẹp được rồi. Hơi lâu cho qua bên này. Qua nhà Nam thì qua lúc nào cũng được, nhưng mà qua nhà Ly chắc tí hơi lâu á. Sao lại hơi lâu? Chơi nốt game cái đã chứ. Lăng lăng, Nam là ai mà Ly còn có người giúp Nam đâu, có ai giúp đâu. Qua nhà ai? Cho suy nghĩ đây. Để Nam đẩy đường này lên. Ơ thế on, công đường kia luôn đi mọi người. Công đường kia luôn đi anh em. Ừ thì vẫn đang like mà. Công đường kia bên Nam có băng xương mà lại còn nhóc Vizin. Công được không? Adio ơi. Tắt đây. Ừ. Linh Nguyễn, nghĩ lại nhanh vậy chị ơi. Chơi được luôn kìa, à đi bắn đi ơi. Rồi, win được luôn mà. Ok, em Murat đâu? Má, tụi này nó còn chiêu kìa. Vô vô lô Murat rồi, vô lô Murat rồi, có tên lính vào sau Murat rồi. Vào được má, rồi xong rồi, ông đấy nó giết chết là ông xong, tui xong mẹ rồi. Má ông ơi. Nó chết là có nội tại rồi, đậu xanh. Cái thế nhỉ. Quá đơn đau. Né được cái áo anh trả, né được cái lôi dỗ của nó là sống rồi. Mà lôi đi ơi, chả chết. Bảo Sang, lật kèo. Quá đơn đào. Đi chung kết phải đi từ tối và đêm thứ 6 năm ạ. Đi xe à, xong bắt máy bay.
tiền vé như Nam nhớ là 800.000 thôi. Nguyên Quỳnh, tìm đi em lật kèo kia, mặt cười chảy nước. Tả thần đi anh em ơi. Cái quả cuối vậy mà đồng đội không biết làm gì luôn, chết rồi. Từ từ nhá mọi người, từ từ nhá mọi người. Đó, thần đi anh em ơi. Đó, thần đồ chơi thôi. Cho thêm chất trước đi. Murat cấu địa thôi. Mua thằng ADF trước. Diêu kìa. Đây rồi, hay rồi. Murat cấu địa hay. Công thắng. Giờ lên semi làm gì nữa Nam ơi, full đam mà chém. Mỏng lắm, Nam vẫn quen cái kiểu này rồi đó. Thắng. Thấy thắng cái build đồ, Nam thấy build đồ thắng rồi. Nhưng mà giờ Nam kiểu Nam quen đấy, xưa giờ Nam chơi Nam quen rồi. Cứ kiểu mình quen thì mình xài cái đó rồi. Ok không? Ổn không vậy? Alo Linh Nguyễn, Arena Optulant đó cẩn thận nha sếp. Anh em ơi, con Tulen nó khỏe vờ lô vậy. Trang xem toàn bay chiều thứ sáng. Cái gì đây trời, alo. Vào luôn đi, alo, vào luôn. Nè. Chán đời vậy chán. Rồi. Hơi lúng túng một tí. Anh đừng trêu em. Mồi tay quá. Ủa cái công thắng kia là đến mới đến mùa này thôi á. Đấy, mới đến mùa này là Altoona luôn, ngoạc lét đấy nè. Thấy lại dã man luôn tự nhiên, hay là mới đổi vùng qua vậy. Tại vì hồi tối Nam không thấy thắng trên bát mạng luôn. Xong tự nhiên bùng cái. Tôi ngủ đi nhường thắng top 1 đi mai chả vậy. Tự nhiên cái thấy thắng nằm trên top, áo ma Lazada luôn. Chui ra vậy. Từ vùng khác chuyển sang đúng không? Chuyện gì đó. On đi anh em ơi. Ủa Murat chết rồi. Đợi đợi ba con lính to vô rồi chơi thôi. Từ từ. Tầm này đừng đánh khoan đi. Cứ đợi con Murat ra rồi chơi. Tầm này không có gì phải đánh tại vì mình ba đường rồi. Đừng có vội. Tại vì mình ba đường rồi mà vội làm gì. Mình ba đường rồi, từ từ đợi Murat đi. Ba đường rồi mà sợ gì. Cứ đợi Murat là được. Phan Trần Trọng lên thôi, thay nơi. Chị Linh với chị Lang đói bụng hong giả. Cánh cao lên luôn này. Ba cánh cao lên là up full thôi chứ ngại ngùng cái gì. Ai đâu kìa. Bọn này bị mình đẩy lính kiểu như này thì bọn nó kiểu phải chia người ra ấy. Tại vì ba đường mà. Bắt thông thằng ADL luôn này. Ui, tiếc đầu mà em. Giếng thì cũng đau đấy nhưng mà vẫn phải thua. Bóc xương cơ. Đọc comment của tao thì bà nội ai làm gì nữa. Tưởng đêm không có trẻ trâu mà vẫn có trẻ trâu à. Trung lên. Lạ nhỉ. Quá đớn đau. Thao trung lên. Do Sibun. Rồi chuẩn bị bỏ em. Cái gì đó trọng tình. Hello Như Hậu nha, hello em. Mọi người đang xem chúng ta một like với các bạn nhá. Lấy tay chết sao miễn phí dùng mình với các bạn nhá. Mình cảm ơn nhiều. Lên quân cao thủ. Xin đẹp đấy anh. Uầy, Nam cao thủ cộng nhiều đâu. Ít mà, nhưng mà cái hàng tháng ấy thì nếu mà mới thì chắc tầm 5k8 điểm là nó full điểm điểm trên rồi. 5k8 là full rồi.
Nếu mà mới chắc là full rồi, phải đến điện cao ấy. Bảo sang lại cho hết. À đúng, kiểu thấy cũng đẹp, thấy nguyên một chuỗi đẹp nhưng mà tự nhiên thấy bị gãy một trận đúng không? Như bị gãy một trận, thắng bị gãy một trận hay sao? Thấy tỷ lệ thắng chín mấy? 99.3 bị gãy một trận. Like cho hết pin nhà ông cóc không đi ăn à? Like cho hết pin mà ăn tí nữa mà. Bạn đã qua đâu mà đi? Nguyên đờ Đức, CS of AB. Chưa nha Đức ơi. Mình còn like nốt. Cảm ơn Hiền Sâm gửi 75 sao nha. Cảm ơn Hiền Sâm nhiều. Đúng rồi, đợi Linh sang đón nữa mà. Còn đợi đồ ăn nữa mà, còn lâu lắm. Tới 2 giờ sáng là chắc là còn ông chăm chỉ à? Hợp lý. Cười chảy nước. Tới 2 giờ sáng là có lẽ hợp lý. Like cũng cày điểm với lại là cày giờ xem, à cày giờ like. Sắp tới mình đi Hồ Chí Minh vài hôm nữa. Đêm nay Nam phải ăn nhiều trứng với giá rồi. Làm gì? Lâu lắm rồi chưa ăn đêm trứng. Đêm nay Nam phải ăn nhiều trứng với giá rồi. Giá cũng không thích lắm. Phải chặn lên nhà xếp tới trước mới đi đút mới ăn nha. Trời ơi, nó đấm vào mặt cho họ. À, làm nha, đừng xuống vậy xuống bạ nha. Hello bé út nha. Họ đấm vào mặt chết em. Chưa off luôn nè. Hello Quân nha. Anh Nam ơi, sắp có video. Anh hướng dẫn dùng nào có bụng mát mùa 24 chạ. Ủa hướng dẫn, anh hướng dẫn rồi mà. Em có thể lướt lại TikTok của anh để xem nha. Những clip đầu ấy, anh có hướng dẫn gì lướt ấy map rồi. Nhưng mà anh cũng ít xài lắm, chủ yếu anh xài cái góc đường dưới. Còn lại cái đường trên thì không xài. Lăng lăng, ủa tưởng dù người ta đi là phải đưa đón lúc ăn yêu thương chứ. Rủ đi là chắc là bao thôi, bao ăn. Thế được rồi. Bao ăn thì mình còn tiết kiệm tiền, mình đi Hồ Chí Minh chơi chứ. Trọng tin chưa follow kênh, bấm follow kênh ngay. Hello Dũng Hoàng nha. Giờ này vẫn còn 200 view luôn à. Cảm ơn mọi người. Hello Cãi Cô Độc nha. Ơ lại gặp thằng Chrissy nãy giờ. Deno Hawk. Chỉ em muốn nắp x anh. Lên tầm mười mấy sao đầu mùa cũng gặp nhiều, gặp lại nhau nhiều. Ơ thằng Minh chưa kìa. Thằng Minh chưa chơi thêm kìa mọi người, thằng chơi thêm nãy kìa các bạn. À khét đi nhè. Thằng chơi thêm nãy cũng hay phết đấy. Không đùa được. Phan Trần Trọng Tình. Ờ em follow lâu rồi mà. Chưa thấy Huy Diệu á. Follow lại đi. Gì nữa Quang Vinh ơi. Hỏi chấm luôn. Lăng lăng, chắc có những người dại dột tắt hết huy hiệu và không bật lại được đó. Chắc vậy đó. Áo vậy là tiếng pha cướp à? Mày điên. Mày điên à? Mất tóc biến. 3, 2, 1 chết luôn. Chết chắc rồi, chạy đâu nữa mà chạy. Mất tóc biến thì có cái gì cho mày nha. Chà, vậy mà cho tao vẫn ăn được kìa. Dỗi nha. Làn đỗ. Trước chỉ vào coi nam của dạo này vào còn để coi linh lăng tấu hàng. Lại. Linh lăng ở Hồ Chí Minh luôn đó. Coi chị em gọi là sắp xếp làm quen với nhau cũng được đấy.
có gì Lan dắt Linh với lại Lan đi vào Bitexco chơi rồi cho